Chào các bạn đang theo dõi bài hỗ trợ kỹ năng đọc hiểu, để giúp một số bạn tham khảo, chúng ta sẽ tạm dịch bài này. Bạn hãy đối chiếu với bản gốc tiếng Anh trong giáo trình của lớp mình nhé. Hải đăng chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử nước Úc hiện đại. Chúng đứng như tượng đài cho sự chuyển đổi của quốc gia từ tiền đồn thuộc địa thành một xã hội thịnh vượng. Đối với hàng triệu người, Hải đăng là dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh sau một chuyến đi biển dài, đến ngôi nhà mới. Đối với những người khác, hải đăng là những lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự nguy hiểm của biển. Công nghệ hiện đại đã khiến hải đăng trở nên dư thừa, nhưng các ngọn đèn vẫn là niềm đam mê đặc biệt. Chúng nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ khi những con tàu thống trị thế giới. Đèn điều hướng đã tồn tại cho hơn 3.000 năm. Mục đích của chúng là hướng dẫn cho tàu bè biết vị trí đang ở đâu và hướng dẫn tàu vào bến cảng an toàn hoặc cảnh báo tàu bè về đá và dạn san hô có thể phá hủy tàu. Mặc dù việc ngăn ngừa thiệt hại về người luôn được xem xét, nhưng chính việc bảo vệ tàu bè và hàng hóa mới là lực đẩy thực sự đằng sau việc xây dựng hải đăng. Hải đăng phát triển từ việc đốt lửa trên đỉnh đồi đến các tòa tháp được thiết kế để chịu được bất kỳ lực nào mà biển có thể nhấn chìm, với những chùm ánh sáng có thể nhìn thấy trong 50 km. Hải đăng đã đạt đỉnh điểm trong nửa đầu thế kỷ thứ 20, nhưng vào cuối thế kỷ đó, tương lai của chúng đã trở nên không chắc chắn. Ngày nay, công nghệ định vị vệ tinh đang thay thế hải đăng một cách an toàn, kinh tế, và đáng tin cậy để điều hướng tàu bè trên các đại dương khắp thế giới. Đèn hải đăng sơ khai là lửa đặt trong giỏ đồng và được sử dụng dọc theo đồng bằng sông Nin vào đầu năm 1000 trước công nguyên. Ngọn hải đăng lâu đời nhất còn sót lại là tháp Hercules đứng trên một ngọn đồi trên bờ biển phía tây bắc Tây Ban Nha. Được xây dựng vào khoảng năm 29 trước công nguyên bởi người La Mã, nó phục vụ như một ngọn hải đăng cho đến thế kỷ sau công nguyên, khi bị bỏ hoang vì người La Mã rời khỏi khu vực. Nó đã được người Tây Ban Nha tái sử dụng vào năm 1682 và đã tồn tại kể từ đó. Ngọn hải đăng nổi tiếng nhất của Ý, nằm ở Genova, được xây dựng vào thế kỷ 12, nó đã bị phá hủy vào năm 1544 và được xây dựng lại như một tháp gạch gồm hai phần. Năm 1449, một trong những người canh giữ là Antonio Columbus, chú của Christopher nổi tiếng hơn. Ngọn đèn tại Meloria cũng ở ý và được xây dựng vào năm 1157 là ngọn hải đăng đầu tiên bằng đá và bị sóng cuốn trôi. Mặc dù không còn tồn tại, nó là tiền thân của nhiều ngọn hải đăng đá nổi tiếng của Brittany ở Pháp và Vương quốc Anh. Thách thức tiếp theo trong việc xây dựng hải đăng là tìm cách xây dựng các tòa tháp ở vùng nước nông dưới đáy biển đầy cát. Điều này đã được thực hiện với sự phát triển của các ngọn hải đăng cọc, được làm từ gỗ hoặc sắt với các cọc được đẩy xuống đáy biển. Tòa tháp đầu tiên thuộc loại này xây dựng vào năm 1841 tại cửa sông Thêm, London, nhưng chính Hoa Kỳ đã trở thành nước sử dụng lớn nhất loại hải đăng này. Hải đồ chính xác hiện có sẵn cho gần như hầu hết bề mặt nước của trái đất. Các hải đồ này cũng đã được vi tính hóa và kết hợp với hệ thống định vị toàn cầu để có thể hiển thị vị trí chính xác của một con tàu trên màn hình khi được kết nối với bảng điều khiển của tàu nó thậm chí còn cho phép tàu bè được điều khiển tự động trên bất kỳ hướng đi thử nghiệm được lập trình sẵn trong bất kỳ thời tiết nào tương lai là đây tiếp theo mời bạn trả lời các câu hỏi trong giáo trình của mình hôm sau các bạn cứ tự tin làm tất cả bài tập để phát triển kỹ năng xử lý từ mới và chỉ theo dõi phần dịch này với một số chỗ quá khó với mình thôi nhé chào tạm biệt